Chào cả nhà. Lời nói đầu tiên Tuấn xin kính chúc các cô chú anh chị mình một mùa hè vui vẻ nha. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm thực Vlog từ hôm nay Tuấn ra Mũi Né quay cho mùi xem mùa hè đã nóng nực, khách đến khách đi như thế nào, hải sản tươi rồi bán giá cả bình dân hay là như thế nào. Tuấn sẽ quay cho mọi người xem những hình ảnh đẹp ở đây ở Mũi Né và Làng Chài Mũi Né Phan Thiết quê mình nha mọi người nha. Đó thì đến với kênh Phan Thiết Ẩm thực Vlog thì Tuấn cũng rất là cảm ơn mọi người vừa qua xem video và nhớ ủng hộ kênh mình, sẽ cố gắng. Bây giờ mình đang đi trên đường Quỳnh Trung Khác hàng tiếng Mũi Né, quay cho mọi người xem một đoạn đường ở đây rồi khách đến khách đi như thế nào. Giờ này trời đang nắng mọi người, mùa hè lúc nắng lúc mưa thì ở đây là mùa hè. Mọi người thấy xe khách rồi, ở đây là những chiếc xe này là khách du lịch không mọi người. Còn trước kia mọi người thấy là có một đoàn xe nào đang tới thì các cô chú anh chị mình là ai chưa về Mũi Né rồi ghé thăm đồ Làng Chài Mũi Né hoặc là ra ngoài cảnh biển đồ Nova World, khu đô thị mới đồ đó thì nhớ ra đây là ủng hộ cho ngành du lịch Phan Thiết quê mình nha mọi người nha. Mình sẽ cố gắng mình quay và review cho mọi người xem ở đây. Mọi người thấy ở đây không, khách đến đi quá trời luôn mọi người, có xe khách rồi cùng ngục luôn. Năm nay theo như mình nhận xét là năm nay là ở nền du lịch Phan Thiết với mình rất là đông mọi người, Phan Thiết Mũi Né rồi đây rất là đông, thấy xe khách có khả năng là đông hơn mỗi năm. Mấy năm nào mình đi mình thấy hơi vắng, năm nay là thấy nhiều quá. Mùa hè đúng là nóng đực. Mọi người thấy không, mọi người đi có một đoạn thôi mọi thấy xe quá trời xe luôn mọi người. Còn hai bên thì mọi thấy những hàng dừa xanh đồ bắt ngát rồi. Đây những cây dừa cổ thụ hồi xưa để lại, mình thấy những phong cảnh rồi dừa rồi bạn. Phong cảnh dừa đấy mình thấy không, đẹp không. Cô Tây rồi đấy. Trời quá đã luôn. Có gì hơn này Tuấn xin phép mọi người ngắt một đoạn video nha, để đến ra Hồng Rừng quay thêm nữa. Chứ giờ nếu mà quay trong cái tuyến đường này là không biết bao nhiêu cho đủ mọi người, tại nó quá xa đi. Từ Phan Thiết mà ra ngoài Hồng Rơm rồi ra là cả 20 cây số. Rồi xin phép mọi người nha. Hello, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị bạn lời thương bên gia đình hạnh phúc nè. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm thực Vlog rồi hôm nay Tuấn ra ngoài Hồng Rơm quay cho mùi xem những hình ảnh đây rồi. Khách đến khách đi rồi mùa hè rồi nóng nực rồi hải sản tươi rồi rẻ như thế nào nha mọi người. Hôm nay Tuấn xuống bãi Thì Dương 2 quay cho mọi người xem những hình ảnh đây rồi như thế nào. Mình thấy ở đây rất là tuyệt vời rồi. Bạn thấy bây giờ đi ra đây xuống biển rồi mọi người. Trời chưa dễ mà nghe nhạc đúng beng mũi luôn. Vì lúc ở đây mọi người biết cái băng nhạc nó hơi bị vì lúc băng nhạc bị mãn quyền á cho nên mình thông cảm nha. Cho mọi người thấy không, như chưa mình thấy trong phim không thì đến đây thì mình thấy mọi người như thế nào không. Quá tuyệt vời chứ. Mình thấy ở đây là bạn đây bán không đen những ngày hè nóng được của bạn chưa giờ này những cái nào quay hải sản tươi người thấy ngon đã chưa. Ngon như vui đó, người thấy hải sản mà là cỡ này thôi chứ còn gì bằng nữa hả mọi người. Quá giá chưa. Ê sao rồi, khỏe không?
À, khỏe không hả chứ? Lâu quá mọi người thấy em ra đây là hải sản tươi ở tại là trời Mũi Né cho mọi người biết những hình ảnh đẹp đây là tuyệt vời. Ăn uống rồi hải sản này bán cho họ xuống. À. Các bạn thấy không? Đây là xuống biển mặt cò đậm đen luôn, đen phía luôn mọi người. Thấy đây mọi người thấy ngon không? À. Đây mọi người thấy chưa, tuyệt vời chưa? Đó, đã chưa? Thì khi đến làng chài Mũi Né rồi mà mọi người chạy ra Hòn Rơm 1, Rơm 2 rồi thì Tuấn sẽ quay và giới thiệu cho mọi người xem những hình ảnh đây. Các bạn thấy đây là Hòn Rơm mà Rơm 2, bãi tắm Thì Dương. Thì khi đến đây thì mọi người thấy lượng khách cũng đen rồi. Tuấn sẽ quay và giới thiệu cho mọi người xem nha. Đó thì mọi người thấy hải sản ở đây là toàn là bán khúng mũi thao rồi gánh rồi, đây rất là nhiều nha. Cua ghẹ mọi người ai có muốn ăn hải sản tươi muốn ghé ra đây có bán tại chỗ luôn. Rồi mọi người thấy ghẹ tươi rồi, đói chưa, đã chưa? À, mọi người 250 ngàn ký cho mọi người, quá rẻ. Cá tôm hùm đồ nữa nè. Chị trắng tươi không có chị đã khổ chị à? Tối hả? Mực ở đây mực mình thấy không nào mấy rồi. Wow, mực đã chưa? Mực này nhiều ký chú? Nhiều ký vậy? Mấy? À, dạ. Ngon không? Còn không đâu? Đã chưa? Đó, đi sống lên thủy triều lên, bắt đầu đăng lên. Thủy triều đăng lên mọi người. Tình thủ chứ không mà bây giờ nước nó tạt lên đây mà. Thấy chưa? Ghẹ cá rồi đầy đủ không? Thì lời nói đầu tiên Tuấn cảm ơn mọi người xem video rồi nhớ ủng hộ kênh mình nha mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới hay nhiều món ăn vỉa hè bằng thiết bị mình rồi cho mọi người xem. Đây là bãi biển Hòn Rơm Thì Dương 2 nè mọi người. À, hải sản đây là mọi người biết ăn uống tại chỗ, nấu nướng ăn tại chỗ luôn. Nước thủy triều đang lên cho nên nhiều lúc mọi người thấy cảm giác rồi như thế này. Ngoài kia xa xa có mấy chú cô đang tắm nè bạn. Nè cò đồng đen luôn, đồng nguyên luôn ơi. Ai có dịp về Phan Thiết với mình trải nghiệm những hình ảnh đây rồi tắm biển rồi như thế nào thì mình thấy cho mọi người sẽ quay và giới thiệu cho mình xem. Mọi người thấy khách đến đi rồi ở đây tắm nè, bãi tắm mà rồi quá đông luôn hả chưa mọi người. Thì các cô chú anh chị mình chưa có dịp về Phan Thiết, Mũi Né rồi Hòn Rơm thì sẵn dịp hè này mọi người ra đây ủng hộ cho ngành du lịch và Phan Thiết của mình và trải nghiệm sẵn nha mọi người nha. Mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem những hình ảnh đây rồi, mùa hè nóng đực rồi. Bãi tắm Thì Dương 2 tại Hòn Rơm 1 và Rơm 2. Rồi đồng đen rồi. Khi đến làng chài đây thì mọi người thấy có một những điểm kỳ quan rồi, những vùng biển thú vị. Bãi tắm ở đây mọi người thấy không, rất tuyệt vời đó mọi người. Wow, đã chưa? Mà khách lượng khách thì mọi người thấy nè, đồng đen luôn, tấp nập tấp nập. Đi tới coi mực nướng nè mọi người. Món mực nướng ngon không? Đã chưa? Không thổi gì ăn luôn. Mực ống nướng luôn. Đã chưa? Mực em của mình ha. Hả? Ủa tạ. Ủa tạ mà ra bay giúp chưa? Ủa tạ.
Ồ, mọi người đã quên chụp lần đi. Ừ, chứ bà chưa biết đâu. Đúng rồi. Nghĩ con lâu lâu cũng lên là bà chưa biết thì mới nói. Dạ, lâu lâu không thấy bà. Ờ, đúng á. Chuyện không thấy bà. À, mọi người có cần luôn mới thấy bà. Có cần mới thấy à. Bà lâu mới tới thôi nha. Đi này mới phụ con nhiều. Hè hè bà đây phụ không? Ờ, mọi người. Một ngày mình nướng làm lấy gì công á hả? Đúng rồi. À. Làm nướng này vậy là ba tính nhiêu tiền? Dạ nướng 30, hấp là 20. À dạ hả? Nướng là gia vị của mình luôn. Dạ đúng rồi. Thì mình mua đâu. À ngon à. Trời ơi, vậy mình ra kiếm con mực nè, mực này kiếm con này nướng ăn ngon nè. Dạ. Đó, giờ ra đi. Nướng ăn có làm mà. Ờ. Ừ. Dạ. Đó. Nướng ăn đó. Đó bữa đó. Con có mực nào ngon, mực ống này bán nhiều con ta? Dạ một ống hả? Bây giờ đây rồi. Rồi kiếm con thôi. Coi có mực ống nào ngon ngon kiếm con nướng ăn ha mọi người. Ờ, đó mực ống y luôn à. Đó mực này bán sao? 25 rưỡi dữ vậy? Cái giếng này 300 đó chú. Con này được mấy lạng ta? Mấy liền à. Mấy lạng? 6 liền đó, 7 liền. 8 liền con. Thế hả? Trời ơi, dữ vậy hả? Dạ, thôi con thì 8 liền. Con ăn đi con. 200 ngàn má không? Trời ơi, tôi là mối ở đây á. Nhưng mà em lấy tại chỗ 230. Đó, con lấy là 25 lấy con này một con thôi à, nướng ăn. 23 đâu. À, nó ngon ghê mọi người, bực đã không? Mấy lạng canh thử không hả, mấy lạng? Trời nước. Canh thử đó mấy lạng. Có cái lỗ trong đó, cái lỗ nó nhảy sao? Có hay đâu không? Trời, 1 kg luôn thấy chưa? Ký luôn không mọi người? Trời ơi, con bự ghê, 1 kg luôn á. Ờ, cũng mình ăn hả? À. Đó, mình ăn anh ơi. Ừ. Ngồi ghế kia được hả? Hấp gừng, dạ được. À. Ngồi uống miếng nước luôn, có gì đâu. À. Không có gì mà uống ly nước à. Uống ly nước thôi kìa. Đó là nãy giờ bác khó tính, bây giờ bác kêu quay nữa. Đó, mùi thấy không? Đó, ngon không? À, thấy ghẹ ngon bạn, nướng hấp tại chỗ đây ăn tuyệt vời luôn. Một ghẹ hấp luôn rồi. Cá đồ nướng này luôn, mọi người biết nếu mà mình ăn ở đây là nướng tại chỗ ăn, dịch có dịch vụ làm tại chỗ mình ăn mà. Nướng nướng mà nướng giấy bạc hoàn toàn ngon không? Thơm cứng luôn. Khi làng chài Bún Né thì ra đây Hoàng Rơm. Thì mình sẽ cố gắng mình quay và review cho buổi xem những hình ảnh đẹp ở đây tại Hoàng Rơm nha mọi người. À, mua hải sản tươi rồi ăn hải sản là như thế nào, cảm nhận như thế nào cho mọi người thấy tuyệt vời nha mọi người nha. Sau khi đến Hòn Rơm 2 thì mọi người biết những điểm hot ở đây buôn bán hải sản tươi rồi rối mà. Các cô chú mình có dịp về Bún Né Hòn Rơm nhớ như là đó xin video mới của mình và ra đây là ủng hộ ngành du lịch Phan Thiết về mình nha mọi người. Rồi, du khách trong vùng mình thấy không? Ông ngoài xa xa kìa, biển tắm rồi mát rỡ luôn, lâu rối luôn rồi. Biển đâu đó ngoài đó là tắm y luôn. Biển rất là xanh, tươi luôn. Quá đẹp đen rồi nè. Còn ở trên này mọi người thấy là có nhiều gia đình đang ca hát và ăn uống ở trên đó. Nên lúc mình thấy nhiều có bản nhạc bản quyền cho nên mình không quay. Mọi người xem video thông cảm tí nha. Ra đây tắm mọi người. Tại Hòn Rơm 2 bãi tắm Thì Dương. Thì các cô chú mình có đi du lịch nhớ chạy thẳng ra ngoài Hòn Rơm đây bạn, tắm biển rồi. Biển ở đây tắm rất là tuyệt vời và êm nữa mọi người thấy không? À. Phong cảnh thì mọi người biết một bên kia là đồi núi. Bên đồi núi mọi người. Còn bên này biển. Rồi thôi đã cho mọi người. Có nhiều chiếc cano rồi để là đang đứng này chờ để cứu trợ cứu hộ bạn. Đó mọi người thấy xa kia. Đó múc chút kia luôn mọi người. Thấy chưa?
Rồi, đồng đen luôn đó chưa. Wow, sống rồi, đã tuyệt vời luôn mọi người. Thì lời nói đầu tiên hôm nay Túng cảm ơn mọi người qua xem video, nhớ chia like chia sẻ mọi người để ủng hộ kênh mình nha mọi người nha. Sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới, nhiều hình ảnh đẹp ở đây cho mọi người. Wow. Trà bút ngoài kia các chị đang tắm đây. Wow, đã chưa? Trời ơi, đồng đen luôn, sò bán thì thao nhúm 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 rồi bán ký. Phải mọi người biết hải sản đây nhiều lúc bán rất rẻ bạn, 200.000 ký luôn. Trời ơi, đây có trứng vịt lộn nữa nè, ngon không ơi, bán trứng vịt lộn rồi nữa. Yeah. Đó. Ghẹ cua đồ hết sáng luôn mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi lên cái khúc trên này cho mọi người xem với một đoạn nữa. Trên này bán đông quá, lượng khách rồi mọi người thấy rất là đông. Dạ. 4 thao 400 luôn. Đó mọi người thấy ốc rồi. Quá rồi đã mọi người. Rồi bán ở đây là mọi người thấy thoải mái luôn. Thì khi đến làng chài Mũi Né là mọi người chạy ra đây Hòn Rơm thì không có gì hơn là Túng sẽ cố gắng quay một xem những hình ảnh đây rồi buôn bán ở đây ăn uống như thế nào, hải sản tươi rồi rẻ sao mọi người nha. Khúc này có mọi người biết là chế biến là ăn tại chỗ luôn mọi người. Chế biến ăn tại chỗ ở đây là mọi người thấy không? Có nấu nướng và ăn tại chỗ hết luôn tất cả. Đây là mình ở trong vùng biển mọi người. Vùng biển hơi tắm thì mọi người thấy đến đây là người ta tắm. Rồi cánh nước luôn. Thấy cánh nước không? Đây, đây lên đây hải sản mọi người thấy không? Hải sản tươi rồi tối rồi. Trời ơi. Tôm hùm cá rồi mọi người biết mình ai mà ai muốn ăn cá tươi rồi. Rất rẻ luôn mọi người không? Đó, đúng không? Cá rồi mực rồi hấp rồi, hấp ở đây mà mực. Ồ, mực à. Ôi cá sò nướng luôn tại chỗ luôn. Thấy ngon đó, ốc sò rồi nướng nè. Đi về luôn ơi. Thấy đã chưa? Ai muốn ăn món nào có món đó luôn nè. Tuyệt vời chưa? Lò lửa nóng hổi luôn. Ở đây lượng khách mình thấy rất nồng. Khi đến Hòn Rơm thì mình sẽ cố gắng quay nhiều dĩa mới cho mình xem. Wow. Thì mình thấy không? Còn đa số là đây ăn hải sản không ạ? Hải sản tươi rồi tốt đúng không? Wow, mọi người thấy không? Có gì dịp gì mọi người thấy về Phan Thiết quê mình ghé qua Hòn Rơm mà ăn hải sản tươi là tại Hòn Rơm là rất rẻ, giá cả bình dân. Bây giờ mọi người biết giờ này là ta chơi chưa có hát mấy nè, cái chặt nữa mà ta ra đây ta hát hơi đông mà. Rồi nếu hát ngồi đây mà hát thôi chứ mọi người biết là đông đen luôn.
Từ quen mà. Hai ở khúc nào? Hả? Ở khúc nào? Gần chợ. Ừ. Chị chở gần chợ sao biết? À, chợ không biết. Đó ở ngoài. Chị nói chị gì? Không biết mà, biết mặt mà quên tên. Hả? Chị nói là quen khúc. Biết, biết mặt mà không biết tên. À, ngon. Thì ông chị lấy bao nhiêu? Hả? Từ ông đi xuống đâu thôi. Món này món gì đây? Cò nướng sa tế hả? Một một cái này là bán nhiêu tiền? Cái đó là 150 ngàn hết đó. Lấy dù cái này đi. Cái đó người ta mua ngoài đó cho nên vô. À vậy hả? Giờ anh ra đó mua con vô cái nước. À nó bán ngay con đó hả? À. Đây bây giờ ra đó mình mua đem vô cái nướng mà. Đây mọi người thấy không, đó một con mực mình nướng thực tế, còn một đứa con hấp mà ngon chưa, có con mực thật tí luôn mọi người. Mùa hè này làm ăn đỡ ha. Dạ, à, được tuần lấy chứ mà. À được tuần lấy nhiêu để... À trước thì vẫn từ này sắp tới là y bài rồi. À, ngon thì mày hấp nữa nè. Chú ở đâu nè? Ngoài Thu Hoài. Ồ, gần bên nữa. Ở từ đây đâu? Có ngon. Ờ, một hấp. Mày bỏ cái này nè. Đó, nướng thì mọi người thấy không? Thơm, rất luôn mùi. Một hấp. Rồi một nướng sa tế, cái đó một nướng sa tế hả? Dạ. Wow, thơm quá. Bắt đầu xong rồi, tới đây mình ăn mọi người ơi. À, mình vô đây mình ăn review cho một xem một hấp với một nướng sa tế tại làng chài Hoàng Rơm 1, Rơm 2, Bãi Tắm Thì Dương. Mọi người thấy không, Bãi Tắm Thì Dương thì đây anh Giang đây tuyệt vời luôn. Hải sản này mọi người biết là ai muốn mua đóng bao bì đó, đóng thùng đây mà, đóng thùng đem vô đây luôn. Các cô chú mua giá cả là rẻ bạn. Mình muốn làm sạch sẽ, có dịch vụ làm tại chỗ luôn, làm sạch sẽ rồi đóng bao bì luôn. Chúc cô chú anh chị các bạn lời yêu thương bên gia đình hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm Thực Vlog thì hôm nay Tuấn quay review cho mình xem những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình mà. Ở đây mọi người thấy Phan Thiết quê mình rất là tuyệt vời. Ngày mệt mỏi rồi mình đi xả stress rồi ra ngoài Hoàng Rơm, Bãi Tắm Hoàng Rơm thì Dương 2 mà. Mình quay review mình xem những hình ảnh đây. Ở bên này làm ăn con mực biết không? Mực ống cho con mực này mà 700 lạng không mọi người. Vì nướng sa tế, nướng đồ hấp gừng. À, anh mình thấy không? Hấp gừng ở đây cảm giác là ngon thế nào nha. Đó, mình thấy ngon. Wow, thơm quá mọi người. Thì khi đến Hoàng Rơm thì mình biết những điểm tắm du lịch hot ở tại Phan Thiết quê mình, Mũi Né, Hoàng Rơm đây là số 1 rồi. Nên Tuấn giới thiệu review cho mọi người xem. Mọi người có dịp mà về đi du lịch rồi ghé qua Hoàng Rơm mình Mũi Né rồi để hưởng thụ của những ngày mệt mỏi xả stress nha mọi người nha. Đó, bây giờ Tuấn sẽ ăn một hấp gừng với một nướng sa tế. Đây một hấp gừng nè mọi người. Quá ngon. Phải ăn chấm với từng ớt rồi. Đó. Ngon, một ăn gồm chụp chụp luôn rồi. Quá đã luôn rồi, mực rất là ngon, ăn cực cực. Hôm nay em mấy bán tại đây có 200 ngàn ký, rất rẻ. Mực ăn ngon, quá cực cực luôn. Ngon. Hấp gừng á, mọi người thấy có nghe một gừng thơm thơm, miếng gừng là bạn ạ. Cái mực này cũng mực ống này à, hồi nãy mình cần con mực này
ký mà luộc ra nó tiêu quá. Ngon ngon. Ngon quá. Lời nói đầu tiên May cũng cảm ơn mọi người xem video nha. Nhớ cái vừa ủng hộ kênh, sẽ cố gắng mình quay những video mới cho mình xem nha mọi người nha. Mình đang món mật này là mật nướng sa tế nè. Wow, nướng sa tế ăn thơm mọi người. Quá tuyệt vời luôn. Ăn miếng sa tế mà nó thơm lắm mọi người. Ngon mọi người. Tôi đến làng chài mọi người thấy ở đây là các cô chú đang mua hải sản quá trời ha. Cánh đồng đen rồi. Lời nói đầu tiên thì cũng rất là cảm ơn mọi người qua xem video rồi. Mong mọi người ủng hộ kênh nha. Sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới cho mình xem hình ảnh đẹp rồi tại Phan Thiết quê mình rồi. Nhất là hôm nay mình ra ngoài Hòn Rơm 2 nè, bãi tắm Thì Dương. Mình sẽ quay và giới thiệu và review cho mọi người xem món hải sản tươi rau rối như thế nào, rẻ và giá cả bình dân như sao. Hôm nay Tuấn ra đây ăn con mật ống. Mật này mọi người biết cân gần 1 kg mà. Mà bán ở đây bán con mực này 1 kg có 200 ngàn thôi. Còn thường mà mực này mấy lấy ở dưới cảng mà đem lên. Mới đem lên luôn, từ rồ rối luôn. Mực ăn giòn thực 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 quá. Ngon quá. Các cô chú đang mua hải sản mình thấy không? Đang mua hải sản mà. Ở ngoài kia mọi người thấy có đang ăn biển rồi. Mọi người á, cô chú là anh chị rồi. Mấy em mấy bạn đang tắm mà. Wow, ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn review một xem chứ. Thật là một người biết khi đến là Hòn Rơm Thì Dương này, một người biết phải tắm Thì Dương này rất là tuyệt vời. Mình phải tắm ngoài sạch sẽ. Nước này đang rút hay là lên được chị? Đang rút hả? À, đang cạn. Nãy mình đi ra khúc trong này mình biết là nó có hơi nước mà giờ nước thấy đang rút ra mà kìa. Còn mực mà người ta đã mọi người ăn nó dai cực luôn. Quá đỡ luôn. Mực ống mà đã. Wow, quá trả luôn rồi. Thì lần nói đầu tiên thì Tuấn cảm ơn mọi người qua xem video. Nhớ chị like, chị share cho mọi người ủng hộ kênh nha. Để cố gắng mình quay nhiều video mới cho mọi người xem những hình ảnh đẹp và cuộc sống Phan Thiết quê mình rồi. Những ngày hè nóng nực, nhất là bên đây mình quay ở ngoài Hòn Rơm 2 này mà ăn hải sản tươi rồi, giá cả rẻ bình dân. Rồi mực ống bự, còn ký mà con 200 ngàn ký mùi. Ăn từ rồ rố, ăn cực cực. Rồi, quá ngon người. Đã. Ngon quá. Trong nó tương ớt rồi bạn biết không? Ăn rất cay.
thêm dưới miếng gừng hả, hấp gừng hả, thơm vừa gừng đó. Cái mực chả tế này bạn biết nãy mình ăn biết ngon mà, đúng là mực nướng chả tế ăn ngon hơn mực hấp, thơm mặn mà bột cá rồi. Đã được tiền chưa? Được thấu tiền chưa? À. Đúng thật tế mà biết không? Thơm rất tuyệt vời. Còn đó hả? Cảm ơn nha. À. Nên mọi người mà chưa có ai đi ra ngoài Mũi Né Hòn Rơm bạn, có dịp ghé Hòn Rơm Mũi Né bằng Thí Quỳnh mình bạn, trải nghiệm hai ngày một đêm là hưởng thụ những ngày mệt mỏi mùa hè nóng nực, ăn cùng tắm biển hải sản tươi rồi giá cả bình dân mọi người. Mọi người biết hơn người ta nói ra các du lịch mà đi ra đây là giá cả cao, nói chung là ở đâu cũng vậy mọi người, khi mà người ta bán mà ta nói lúc nào cũng nói cao, mình trả thấp bán bằng thì lúc ta nói 250 chứ mình trả cỡ 780 là ta bán không, trên là giờ mấy chục ngàn mà mình biết là mình cứ ra trả thoải mái không ta bán rất rẻ mà. Nên là Tuấn khuyên mọi người vậy, mình cứ tha hồ mà đi chơi rồi mình trả ăn uống rồi là rất rẻ. Thường là ta thấy khách du lịch là đương nhiên thắt giá bằng, bây giờ 250 là mình trả cỡ 170, 180, 180 gì là ta bán mà đó, ta bán hết bạn ơi. Nên mình buôn bán mà hay là ăn uống vậy mình cứ giá cả mình cứ theo thị trường mình mua mình ăn, phải không người ơi? Mày ăn cũng bật ống rồi bạn biết không, bật bữa hấp hấp gừng, còn nữa là biết không, nướng sa tế mà theo như mình nghĩ nướng sa tế ăn ngon hơn, thơm sa tế nướng thơm mà ăn ngon. Không, trong mỡ. Em có giờ mà cũng rất là cảm ơn mọi người qua xem video. Nhớ chỉ like chia sẻ cho mọi người và ủng hộ kênh mình nha. Giờ mình ăn xong rồi, có gì chúc mọi người một ngày vui vẻ, bên gia đình và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống rồi. Nhớ đón xem video mới của mình nha mọi người nha. Xin phép mọi người nha mọi người.